Đây là mộ của hai. Cô hai là con gái đầu của ông nội, mất lúc mười mấy tuổi, mất lúc nhỏ. Hôm nay là 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất 2010, năm Mậu Tuất. Con là Nguyễn Tuấn Đức Phan Quốc Tuấn, xin kính cô hai chứng giám đồng thành con đến đi viếng mộ, tảo mộ cô hai. Xin cô hai phù hộ độ trì cho gia đình con và các cháu dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, cháu học hành tấn tới đạt vinh hiển. Con cảm ơn cô hai.